Đấy, sao đi? Đấy, từ từ. Đánh bên trái. Đúng rồi, đi thẳng đi. Mạnh nhất có thể được. Đấy. Phanh bên trái nhá, phanh bên trái. Tít chạy không kịp. Có cua không? Hả? Vòng đi, cua đi. Cua đi. Ok, hello tất cả mọi người nhá. Anh em mình đang có mặt ở tại Từ Sơn, Bắc Ninh mọi người ạ. Hôm nay rất mau đệ đi thử siêu xe. Anh em mình đang xuống một nơi mà có một dàn siêu xe độc nhất vô nhị tại Việt Nam nhé mọi người nhá. Dàn siêu xe đâu mọi người. Không phải tại Việt Nam đâu, độc nhất vô nhị ở thế giới. Bây giờ vào sẽ gặp chủ nhân của dàn siêu xe này nhá mọi người nhá. Dàn những hàng siêu xe gọi là đắt tiền luôn. Anh Trương Văn Đạo ở Từ Sơn, Bắc Ninh, chủ nhân của dàn siêu xe. Đâu rồi nhỉ? Chào anh em nhá. Chào anh em. Hello tất cả anh em. Đã quay video để anh bắt tay anh em đến trong sửa mô tô. Đây dàn siêu xe là chủ nhân của dàn siêu xe đây anh Trương Văn ạ. Xin chào anh em nhá. Mà bây giờ anh Trương Văn Đạo cho em xem tất cả dàn siêu xe của mình là okay. như con này là tên là gì? Con này là Lamborghini Vision. Lamborghini Vision. Đây em đang cho con này ra để cho tham mau lái thử phát. Mau để lái thử ạ. Được đấy, em phải lái con này. Này con này em dắt như dắt xe đạp thôi. Như dắt xe đạp. Như rất xe đạp thôi. Con này đi có phải cần gì đợi không anh? Nó không có số lùi à? Có số lùi nhưng mà... Đây em chèo lên em lùi không? Được. Lên đi. Tôi này, trước sơn đừng... Ok, mày lên đi. Lên đi anh. Đây nhá. Anh hướng dẫn cho ạ. Con chân à? Con chân phải à? Ừ. Cao lên. Đấy, bên kia là ga, còn bên này là phanh nhỉ chứ. Đấy á, đấy mặt quá rồi. Có lùi rồi. Sáng rồi nhá. Có tiếng lùi rồi, có công tắc tiếng lùi. Bên kia tiếng lùi, bên kia. Đấy, đèn đấy. Đây là lùi nhá. Đấy. Đạp ga, đạp chân bên phải. Nó chân kiến đấy. À, được. Đây, anh bảo. Cứ đạp về đấy để kiến thêm một tí nữa thì mới lùi được. Đấy á, mình nhả thêm trái. Rồi, đạp thêm tí nữa. Đóng đá đấy, Đấy, okay. Đấy, không phải sâu. Đấy, cái đi thẳng thôi. Bảo anh ấy tránh cái ô tô này ra này.
không đây GLC 300 nha. Không phải sợ, cứ đâm Lamborghini. Lamborghini đâm GLC không sợ GLC. Bây giờ mình sẽ đi thử quả Lamborghini này nha mọi người nha. Nhưng mà cái đoạn này sâu quá, nó cứ trôi rồi ấy. Tại mày bé quá. Từ từ anh bảo để anh kê cái gì mà đít cho mày lấy tột nhá. Nhớ số lùi, à kia chưa? Đấy là phanh nè, đấy. Anh nè. Tiến nè. Giống thật này. Phóng tít thật. Quả đây đi, phơi đấy. Và tí nữa, kiểu con xe của con gì ấy. Tí phải đi hết cơ hay là đi đến đâu? Hả? Ôi, đi cơ, cực lắm. Đi cơ xem là đi được đến đâu. Nhìn như kiểu quả 3D ấy mọi người ạ. Ôi, sao nó kêu máy anh nhỉ? À, đấy là xin nhan. Xin nhan. Thật rồi. Đấy á. Anh ấy tắt xin nhan ở đâu? Anh chèn này vào đít cho nó cùng nhá. Đang xin nhan bên trái bên phải. Rồi, đúng rồi. Đạp qua thì thế mà. Đấy, sao đi. Đấy, tắt được. Đánh bên trái. Đúng rồi, cái thằng ấy. Mạnh nhất cái biển rồi. Phanh bên cơ trái nhá, phanh bên trái. Tít thế. Chạy không kịp. Có cua không? Hả? Vòng đi, cua đi. Cua đi. Ngồi lại. Lùi. Dễ đi chứ đúng không? Rồi, cua phát. Phóng phát hết tốc lực về kia xem nào. Lùi lại. Đây là con siêu xe Lamborghini nha mọi người nhá. Tất cả đều làm hoàn toàn bằng gỗ. Xe chạy bằng điện nha mọi người nhá. À không phải hoàn toàn bằng gỗ mà chủ yếu được chế ra từ gỗ. Hết tốc lực. Hết. Mạnh nào. Đấy. Ngồi hẳn đít lên đây. Thế. Rồi, đây. Ê, chân rồi đấy. Đây, an toàn là chính nhá. Ok. Ây da. Mang ga. Ôi giời ơi. Ôi hả, tít mất nhở. Ê, em Du. Kìa, chưa đến đoạn cua kia mới cua kìa. Đây có gương. Cần gì phải gương. Đằng sau không có ai. Đằng sau không có ai. Cua đi. Anh ạ. Cua đi. Phanh. Ôi giời, phanh. Phanh. Mày rơi thì mẹ sát cái đứa kia một tí. Cua được không? Khó cua, hơi rộng. Khó cua, hơi rộng. Lùi. Anh ơi sâu ấy. Cua
Đúng là số má nghe ngon nhỉ. Ừ, ok ok bác. Mày lại cả lại đi. Hả? Ông mày lại đi. Mày lại đi. Mày cứ lại đi. Bác đi không? Ok. Bác ngồi đây à, mày bắt mỗi người ngồi. Con quỷ đấy nhở, con tên này quỷ quá lắm. 10 người đi được. Đấy à. Đấy em cho ẩm chân lên đây cho máu lâu đi. Con này bốc cực. À Linh này, chụp anh kiểu ảnh. Đây lên máy này. Đáng đáng chụp, chuyển anh chụp phát đi. Rồi, phóng lên. Phóng lên. Đi à, kinh bên kia xong rồi đi xem. Rồi đấy. Đánh bỏ đấy. Đẹp đấy. Mini xe đi thủ ấy. Đi sướng không? Ừ, đi qua đoạn này phải từ đó. Ờ, đi cần kịch bên kia xong rồi. Kịch hẳn là kia. Đấy, kịch xong rồi lùi lại qua đầu. Bạt nhỉ? Bạt. Con này khỏe nhỉ? Con nào cũng khỏe ạ. Đây, động cơ tàu hỏa vẫn dùng động cơ này. À. Đây, em kéo chở mấy chục đứa trẻ con đấy. Cua đây, quay đầu đi. Ôi, quay đi. Cua. Được. Này, lét đấy. Một thằng này biết lái ô tô. Đi cho lái ta xe tăng thử nhá. Được, được, cua được. Đi đi, cua thẳng đi, thẳng đi. Thẳng đi. Đấy, ra lùi đây, ra lùi xong rồi quay đầu được. Thẳng thẳng cứ cua một vòng một. Muốn đi một vòng từ Sơn ra khu này không? Khu này là khu giàu nhất từ Sơn đấy. À. Em thấy toàn là biệt thự lâu đài. Lâu đài. Lâu đài. Cái kho đấy của em 1 triệu đô ấy. Ừ. Một khu đất đấy. Ừ. Cái mảnh đất đấy 1 triệu đô ấy. Kho đấy nhà bác luôn nhỉ? Vâng. Bác ngày trước làm. Lùi lại, lùi lại. Bây giờ vẫn làm kinh nhỉ? Ừ, bây giờ ấy. Bây giờ vẫn làm được kỹ áp. Đẳng cấp. Ôi, rồi phanh, kẹt đấy. Quen rồi, quen tay á. Đi ra lại xe tăng. Đi ra lại xe tăng vui lắm. Đảm bảo chưa trải nghiệm. Cái đấy quả xe tăng lao là chốc cái nhớ. À con xe tăng con đấy con mà mày đi thì quá hợp luôn. Mà anh lại tháo cái đăng quy ra rồi. Đấy nó chạy lấy quá nó tránh mất cái đăng quy. Đảm ra sợ. Đây anh em mang con mẹt ra, tí cho mày đi. Vừa rồi là mau đây vừa trải nghiệm cái con Lamborghini. Mấy hộ anh một kiểu anh ngồi con này phát thế này. Con xe này đều làm bằng gỗ, chạy bằng ắc quy. À, một con xe này làm hết kinh phí khoảng bao nhiêu đâu? À, còn thời gian nhiều đấy. Thời gian thì mỗi con này mất khoảng 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng cho một con xe gỗ này mọi người ạ. Thế nha, con này em làm nó hơn 3 tháng đấy. Nó nhiều chi tiết nhỏ quá. Con này đi thuê em ạ. Bản là limited chỉ có một chiếc nhé mọi người, em trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thôi, toàn thế giới. Tiếp tục là đằng sau đây là con mẹ con này chở 10 người anh, con này đẹp này mẹ đây là anh quần chưa anh cho lên hẳn đây, lên hẳn đây cho nó vừa. Đây có cả đúng không? Cho xuống một tí đi. Bật nút ra là nó lên cái này luôn mọi người ạ. Đấy, nữa xuống một tí nữa. Máy của anh đâu vậy? Chụp máy của anh. Rồi, em gửi ra anh. Đó. Quick select. Đấy, mà điều cười. Được chưa? Đó cho bạn lại đánh đấy. Nếu mà khi vào vào đấy. Ô, bạn lại vào được nhiều. Đó luôn. Đó luôn. Đó luôn.
Anh chào mày đi. Được chưa? Ông đóng à, đóng được à? Anh cái này cũng có cái chìa khóa ô tô luôn à? Ồ, đúng rồi. Chúc. Đấy. Kinh nhỉ. Nhớ tay lái vô lăng ở đây cơ. Dân chơi vô lăng ở đây. Vô lăng ở đây à? Ừ. Anh phải ra đi thì lái nó dễ. Bác chắc lùi ra tí cho bác sản quay. Ok. Vô lăng nữa. Vô lăng chỉnh một cái. Đấy, vô lăng kiểu dạng chuột đấy. Hay à? Hiện đại thế nhỉ? Ồ. Ôi nhưng mà vô lăng này phải cần sức khỏe. Bao mẹ lái cho mình yêu. Con này là phải vắt luôn rồi ạ. Nó không nghĩ đến này. Anh em lên giao lưu với cả hai em nhà anh. Thế rồi làm gì có chỗ anh. Làm gì có chỗ ngồi. Cái khổ nhỉ. Chân này em bật, nếu mà em bật hết đèn thôi. Chờ anh đấy tí đấy chứ đấy ban ngày bật thì rồi đấy cho gì anh đấy tặng rồi đi một vòng đấy à đi đến đầu kia quay lại con này lái vất con này nó tận chỉ có em lái thôi gần đúng rồi đấy quay ở tay em quay ở tay tiền đó đâu nhưng mà con này là phiên bản thật của nó cũng thế. Nó không có vô đây. Đèn bằng bằng cái chỗ quay lái của nó ấy. Mà quận nó sẽ làm nó... Anh xem siêu thị Tabaco bắt. Báo này, đi kém tao 1 tuổi thôi. Báo này kém tao 1 tuổi thôi, hiểu chưa? Đấy. Lên đi, được rồi, lên được rồi. Lên, lên, lên thôi, lại xoay. Đây là đang anh em đang gõ một ma hôn. Để ô tô con này khởi động hơi cồng kềnh rồi ạ. Con này đi còn im hơn con Lamborghini này. Thêm lắm, đi im xe luôn. Con này lái con này hơi bớt đấy. Con này lái mà cái này nó hơi lặng tay, đấy chú lái đi. Đấy, lái bên kia. Đấy. Đi tới độ vừa phải cho chú camera quay kịp. Lái chỉ cần dùng một tay đâu mọi người ạ. Vâng. Anh em một tí thì sợ chúng ta cứu camera này em lùi mất. Cái này trải nghiệm xe này của nó là xe này là trên thế giới đang sản xuất là chỉ tầm kỹ thuật là một cái là cùng thôi. Một cái duy nhất mà nó đang ở đây. Vâng. Chào anh em cái. Chào các bạn rồi nha. Đây anh Dũng vừa đi về. Nhìn thấy thôi mà 2 tuổi rồi các bạn ạ.
cũng không phải nhỏ lắm đâu. Mình cứ nghĩ là chỉ lớp này lên lớp 5 thôi. Quả kính này nhìn được vào khoa nguyên trong luôn rồi nhỉ. Nó lại lái rồi. Lái à, lái được. Cần số ơi, vặn này. À, đánh xe tăng nhanh nhá. Vâng, vâng. Để xích con xe tăng này này. Con xe tăng này gọi là... Rất là nhiều xe nhá mọi người. Lên chiến trường rồi. Cái nào cũng là bản limited. Chỉ có một chiếc trên mình rồi. Con này là xe gì đấy bác? Con này là... Rolls-Royce. Xe tăng heavy rồi. À đây là Rolls-Royce. Rolls-Royce. Con này là... Con Rolls-Royce này của nó là đang là đắt nhất thế giới. Con Rolls Royce này trong kênh của em là 130 triệu euro. À, nhưng mà con này của em thì nó đang... Nếu mà quay buổi tối thì nó sẽ cực đẹp đúng không mọi người nhé. Còn... Con này đang hết điện. Đây, đây là... em có lấy mang sạc gì? Con này là Lamborghini Sian. Con này là em được hãng Lamborghini lên lại quay thả phóng sự. Vừa đúng là Covid thì không quay được đấy. Đèn của nó là em nhìn đang phải buổi tối nhỉ. Nói chung là xe của em cũng phải nhìn buổi tối mới nét. Em con này là cái nhìn đẹp sau à. Con xe gì đây đó? Con này là Ferrari GTO. Con này của em là đấy, nó có lắp. Em làm cơ chế bánh hơi lâu quá. Ui, anh ơi. Anh ơi còn có cả cô vũ khí đạn trông rất chi là kinh khủng mà. Đây là súng bên em thì ở đây để một vài khẩu thôi, nhưng mà hơi bị khổng lồ. AK cũng vậy. Mà để bác thử rồi không? Không ạ, à, con anh cho bác thử phát. Con ấy nặng lắm. Bác quả AK này nào. Đây. Cho quả sơ này. Ừ. Đây, anh mang quả này ra cho... Sơ gun 14 viên nhá. Bằng, bằng. Đây, đây. Khả năng đút cái lên, rút đi. Để lâu rồi. Bắt giữ ở chỗ này, cái đầu đó. Con này nó phải một tạ anh ạ. Nặng lắm. Em có mấy khẩu súng này. Con này bắn được nhé. Nhưng mà em cắt rồi. Đây. Bắn được à? Bắn được ạ? Bắn được, em bắn được nhưng mà... Để lâu rồi này. Đây cổ. Nhưng mà bắn vui thôi nhá. Không có sát thương gì đâu. Con này phải đi bắn khủng long. Lâu con này là gì vậy? Để đi bán khủng long. Lâu lắm. Thế là con bán được thì chúng được chơi không có sát thương ạ. Ừ. Con này con quả này mà có sát thương thì trông mang đi bắn máy bay. Con này anh em mang đi ra ngoài đường khét lắm ấy. Máu đẹp ôm thử cái nhá. Quả này to hơn người. Lần đầu tiên là quả súng to như thế này mọi người ạ. Chiếc cơ hổ lồ luôn. Đây là AK-47 anh em nhá. Quả này nặng. Quả này phải anh ôm cho mình em bắn. Mau ca để ôm ba thử xem là có bác rồi không. Ba đưa đấy. Đấy. Ôm lên. Đấy. À. Đấy. Ui. Không có được cỏ. Làm được. Để em lên ạ. Thôi thôi nặng lắm. Cất để cất súng để đi lái xe tăng nha mọi người nha. Đấy, đồ của em là mỗi lần cái đầu này, mỗi lần chuyển ra chuyển vào là phải có mấy người mới chuyển được cơ. À, đây có cái nỏ này mọi người ạ. Nỏ này. Con này đi bắn cá bắn chim ngon luôn này, mạnh lắm. Bắn được thật luôn này. Lâu đứt, bắn được thật, bắn mạnh luôn. Đây ạ. Các khẩu vũ khí. Con này anh chế để đi bắn cá mà. Đứt mất dây à? Bắn gì? Quả này, súng này có quả. Ai hẻ lâu. Quả này là quả. Đấy, quả gì? Quả đạn này. Con này anh cũng quên mất tên. Các bạn thử không? Cái từ cầm lên chụp ảnh quay. Đây, xong đạn rồi. Quấn đạn rồi. Quấn quanh người.
Nó sợ chọn đi thôi. Bắn ra bắn đi. Bắn đi. Nó lại cao bắn đi. Con bằng gỗ tất. Anh em bằng gỗ luôn rồi. Đây em mời anh em trải nghiệm con xe tăng. Bây giờ mình sẽ đi chụp quả xe tăng này một lần. Đây, một lần. Nó lại lên đây. Lên đâu? Cả bác ra đâu đấy. Vào. Phải rút cái này ra, mới lùi ra được không? Mau lên cho sang lại xe tăng bé bên kia. Trên cầu anh. Đấy, cho mình ngồi đấy. Bây giờ kia đừng ngồi, sẽ tăng rồi nhé. Ai à? Còn đây thì chở khỏe đấy. Khỏe áo. Bỏ cá lên đi. Rồi, tí nữa em ra cửa lên. Quả đấy sụp lắm. Bắn tốt. Dạ. Bắn sâu rồi. Cái tự tay nghề quá không chồng. Con này tôi lái khỏi đây chơi được tầm ba đạp ga không nhớ bay những nhà rồi. Đầy đủ nhé.
tiên được trải nghiệm mà đi xe tăng ngắm cảnh khu khu kim nhất Từ Sơn nhá. Khu này là khu đại gia đấy mọi người ạ. Toàn kiến thức rộng đại. Để xéo sau mình ấy cánh lên thì nó đẹp.
Kia chụp ảnh con kia chưa? Thôi đừng ra nữa. Thắp xuống nữa đi. Cháu cháu này. Cái cháu đây, cái cháu đây người đẹp hơn. Đây này mà không được che nắng chân ga được. Ừ, chân ga. Cho hạ xuống thì đẹp hơn. Bia lấy cả tim. Xấu hơn bao nhiêu? Tim. Nào còn ai chụp ảnh không? Đây, chụp con cháu. Phục lại con này khả năng tí xuống cái cửa này chụp đẹp hơn. Đúng không? À, xuống mà. Xuống đẹp hơn. Ui, đừng chạy ra là chụp chụp xuống nhiệt đẹp hơn. Đúng rồi. Ôi. Ôi đây đây. Đừng có chết. Không tìa đâu, Đấy, rồi hờ thôi. Mặt nhăn thế. Lên nào. Chói quá. Rồi, xong giờ cởi chân anh. Sáng em xong chưa làm gì? Em làm anh vào phát. Anh chụp cái mẫu đệ gì? Anh em YouTube rồi, vào hết đây à? Chụp này đây, 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 chụp riêng sau nào. Anh em chụp ảnh trá này thôi. Hôm nay anh em Tam Mao chụp ảnh với khán giả trá này thôi. Hơi chậm nhỉ? Đi ra bên kia rồi, chào mày. Chưa? À đây, đây. Em vào trong xe nhỉ?
Tao làm chụp ảnh cùng anh em tao làm chụp ảnh ạ. Chụp ảnh ạ, anh em vào đây làm chụp ảnh nha. Đây. Dạo không? Nhìn dạo không? Đây, bảo lên đây. Mỗi đứng đây mà chụp. Đứng đứng. Đây anh em có thể câu đấy câu đấy em chụp cái là hai rồi đấy anh ai đá đấy mấy khi anh em ra bớt đi ai không chụp ra đi ai nhẹ Trương ăn lùi tí ăn này để lấy hết cả xe anh ai anh nhìn này ai và ok chụp anh nhá. Hai em này lấy được. Mọi người mâm 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 anh chụp cái ai chứ đi ra đi ra hai ba lại ok kiểu làm mỗi kiểu được anh chụp cái ra đừng đi ấy hai ba lại hai ba ok.